đạo chi kiến thanh tịnh pati paja nanada sana vijudini desa đoạn một bấy giờ tuệ đạt đến tuyệt đỉnh với tám trí và với trí thuận thứ là thứ chín những trí chí này gọi là đạo chi kiến thanh tịnh tám trí cần hiểu như sau xanh diệt trí với tuệ vô cấu vững chảy trong lộ trình của nó diệt trí bố ý trí quá hoạn trí ly dục trí dục thoát trí tư duy trí hành xả trí sinh diệt trí đã quen thuộc cần được hiểu là thuộc tuệ lưu trí kể như từ bỏ sự quán các hành hoại diệt gọi là quán diệt người thấy mọi sự đúng bản chất chúng là hoại diệt thì khủng khiếp nên gọi bố ý trí cái trí nắm lấy tướng đáng sợ ấy của các hành khi chúng xuất hiện gọi là quá hoạn trí Người muốn giải thoát trạng thái ấy về phương diện trí gọi là dục thoát trí. Trí xanh khởi dưới hình thái tư duy lại gọi là tư duy trí. Trí xanh khởi kể như sự ngắm nhìn các hành với thái độ giả gọi là hành xả trí PM 8223. Trí phù hợp với chân lý kế như thứ 9 là thuận thứ trí. Như vậy, một người muốn kiện toàn trí này cần phải xem lại các loại trí này như công việc của mình, bắt đầu bằng sanh diệt trí loại trừ các ấu ế. Đoạn 2, nhưng tại sao hành giả lại còn phải theo đuổi trí diệt sinh? Là để quán ba đặc tính. Trí sinh diệt đã được đề cập ở trước vì vô năng do 10 cấu ế nên không thể quán ba đặc tính đúng như thực chất chúng nhưng khi đã hết cấu ế thì được bởi thế hành giả cần theo đuổi trí ấy trở lại để quán ba đặc tính Tuệ tám trí y ngắn sinh diệt trí đoạn ba các đặc tính không thể hiện rõ khi một vật không được chú ý đến bởi thế có cái gì khuất lấp chúng cái đó là cái gì Trước hết đặc tính vô thường không trở nên rõ rệt bởi vì khi sinh và diệt không được chú ý thì đặc tính ấy bị che lấp bởi tính tương tục. Đặc tính khổ không hiện rõ vì khi sự bức bách liên tục không được chú ý thì đặc tính này bị che lấp bởi các dáng điệu uy nghi. Đặc tính vô ngã không hiện rõ vì khi sự phân tích thành các giới không được tác ý thì đặc tính này bị che lấp bởi tính nguyên vẹn. Đoạn 4 nhưng khi sự tương tục bị gián đoạn do phân biệt sinh và diệt thì đặc tính vô thường trở nên rõ rệt trong thực chất của nó. Khi các dáng điệu được tác ý là bị áp bức liên tục thì đặc tính khổ hiện rõ trong thực chất nó. Khi sự phân biệt thành các giới được thực hiện đối với cái vẻ nguyên vẹn thì đặc tính vô ngã hiện rõ trong thực chất nó. Chú thích: Trong phân biệt xứ nói tóm tắt như sau: đặc tính vô thường rõ rệt khi một cái dĩa rơi xuống vỡ toang vân vân, đặc tính khổ rõ rệt khi một ung nhọt xuất hiện trên cơ thể. Nhưng đặc tính vô ngã không rõ rệt, dù chư Phật có xuất hiện hay không, các đặc tính vô thường và khổ vẫn được biết đến, nếu không có chư Phật ra đời thì không có lý vô ngã được công bố. Lại nữa, trong luận về Kinh Trung Bộ 22, sau khi hiện hữu nó trở thành không bởi thế nó là vô thường. Nó vô thường vì bốn lý do. Vì sinh diệt, vì biến dị, vì tính chất tạm thời và vì không có chuyện trường cửu. Nó là khổ vì sự bức bách theo bốn ý nghĩa là thiêu đốt, khó chịu nỗi, là căn đế của khổ và ngược với lạc. Nó vô ngã vì không chịu được một năng lực nào tác động lên nó và vì bốn lý do chống rỗng, không sở hữu chủ, không sáng tạo chủ và vì đối lại với ngã. Luận về đoạn này trong Thanh Tịnh Đạo PM nói, khi sự tương tục bị gián đoạn nghĩa là khi sự tương tục của các pháp khi chúng đối nhau sanh khởi vì không phải qua sự liên kết của các pháp mà đặc tính vô thường trở nên rõ rệt cho một người tránh quán sinh diệt mà chính là qua sự gián đoạn của chúng. Khi các uy nghi được phơi bày có nghĩa khi nỗi khổ. Trong các uy nghi lộ ra, vì khi cơn đau khởi lên, một uy nghi thì uy nghi khác đã được áp dụng làm cho hết đau. Và như vậy dường như khuất lấp sự khổ nhưng khi đã biết chắc chắn rằng nỗi khổ trong mỗi uy nghi được di chuyển bằng cách thay thế uy nghi khác, thì sự khuất lấp cái khổ tiềm ẩn trong các uy nghi được lộ rõ, vì rõ ràng là các hành liên tục bị tràn ngập bởi đau khổ. Sự phân tích cái khổ nguyên vẹn là phân thành địa thủy vân vân, hoặc xúc khác, thọ khác, khi sự phân tích thành các giới đã được thực hiện là khi cái có vẻ nguyên vẹn như một khối hay như một nhiệm vụ duy nhất đã được phân tích ra vì khi các pháp sắc vô sắc sinh khởi củng cố cho nhau như danh và sắc thì khi ấy ta hiểu lầm có một khối nguyên vẹn do không thể nhận ra các hành bị bức bách cũng thế ta lầm cho rằng chỉ có một đối tượng duy nhất trong khi mỗi tâm pháp có một đối tượng riêng nó khi phân tích thành các giới như vậy, chúng phân tán như bị nén lại dưới bàn tay. Chúng chỉ là các pháp sinh thời do nhiều duyên, chống rỗng. Với cách ấy, đặc tính vô ngã trở nên rõ rệt. PM 824, đoạn 5. Và ở đây, những dị biệt sau cần hiểu. Vô thường và đặc tính của vô thường, khổ và đặc tính của khổ, vô ngã và đặc tính của vô ngã. Đoạn 6, năm uẩn là vô thường. Tại sao? Vì chúng sinh diệt biến dị hoặc vì chúng có rồi không? Sinh diệt biến dị là đặc tính của vô thường. Sự thay đổi sắc thái như hữu rồi phi hữu thì gọi là đặc tính của vô thường. Đoạn 7, năm uẩn là khổ vì cái gì? Vô thường là khổ tương ưng kinh nhĩ. Tại sao? Vì sự bức bách liên tục Sắc thái bị bức bách không ngừng là đặc tính của khổ. Đoạn 8, năm uẩn là vô ngã vì cái gì khổ là vô ngã? Tại sao? Vì không có năng lực nào tác động trên nó. Sắc thái không chịu tác động của một năng lực là đặc tính của vô ngã. Đoạn 9 Thiên giả quan sát tất cả điều này trong thực chất của nó bằng sinh diệt trí, tức bằng cái tuệ đã thoát khỏi các cấu uế và đang vững tiến trên một lộ trình nó. 2. Diệt trí hay trí quán tan giả Đoạn 10. Hành giả tiếp tục quan sát, xét nghiệm, suy đạt các pháp sắc và vô sắc theo cách ấy để thấy rõ chúng là vô thường, khổ, vô ngã. Khi ấy, nếu trí của ông hoạt động mận tiệp thì các hành trở nên rõ rệt khi trí đã sắc bén, các hành nhanh chóng hiện rõ chân tướng, thì hành giả không còn để tâm nơi sự sanh hay chú, sự khởi lên hay tương của chúng, mà chỉ chú tâm trên sự diệt kể như sự hủy hoại, rơi rụng, tan giã của chúng. Chú thích, sanh arising là sự biến hóa trong quá trình sanh ra generation. Chú là đặt đến chỗ đứng, nghĩa là già lần. Khởi là sự sanh khởi của cái bị chấp thủ tướng là dáng dấp của hành, cái vẻ ngoài trông như những thực thể có thể nắm giữ được do tính chất nguyên vẹn, vân vân và do sự cá biệt hóa các chức năng. Diệt kể như hủy hoại vân vân là sát na diệt. PM 826 Đoạn 11 khi quán trí đã sanh khởi nơi hành giả theo cách đó, làm cho vị ấy thấy các hành sinh rồi diệt thì gọi là quán diệt ở giai đoạn ấy. Về trí này, luận, nói. Tuệ thuộc quán tan dã sau khi tư duy trên một đối tượng thế nào tuệ này được gọi là quán trí. Knowledge of inside, inside knowledge. Tâm với sắc pháp làm đối tượng khởi rồi diệt. Sau khi tư duy về đối tượng ấy, hành giả quán sự tan biến diệt của tâm tư duy đó. Vị ấy quán thế nào? Quán nó là vô thường, không trường cửu, nó là khổ, không vui, nó là vô ngã, không phải ngã. Vị ấy trở nên vô dục, không thích thú, làm cho tham tàn tạ không cho nó bùng lên, vị ấy gây nén sự diệt mà không gây nên sự sanh. Vị ấy xả, không chấp thủ, quán vô thường, vị ấy từ bỏ thương tưởng, quán khổ, vị ấy từ bỏ lạc tưởng, quán vô ngã, vị ấy từ bỏ ngã tưởng. Vì vô dục, vị ấy từ bỏ thích thú, làm cho tham tàn tạ, vị ấy từ bỏ tham gây nên sự diệt vị ấy từ bỏ sanh, xã vị ấy từ bỏ chấp thủ, tâm với thọ làm đối tượng vân vân, với tưởng làm đối tượng, chấm, với hành, chấm, thức làm đối tượng vân vân, với con mắt làm đối tượng, chấm, xem chương 20, chín vân vân, với già chết làm đối tượng, chấm, chấm, xả vị ấy từ bỏ chấp thủ, sự thay thế đối tượng sự di chuyển tuệ liệu trí, năng lực của tác ý những thứ này, là tuệ giác inside sau tư duy. Thấy cả hai giống nhau, nhờ suy diễn từ một đối tượng ấy, chú tâm vào diệt đây là tuệ quán, trong dấu hiệu rơi dụng. Sau khi tư duy trên đối tượng, hành giả quán sự tan giã, khi ấy mọi tướng là trống rỗng, đây gọi là tuệ giác thuộc tăng thượng tuệ, thiện xảo về ba quán và cả về bốn tuệ, thiện xảo về ba tướng, thì những kiến chấp không lay chuyển vị ấy. Chí no là nói theo nghĩa cái được biết sở chi, còn tuệ understanding là theo nghĩa hành vi hiểu biết cái ấy. Do đó nói tuệ quán sự tan dã sau khi tư duy trên một đối tượng gọi là chi thứ về quán, quán chi no of inside PS. I 57 Đoạn 12 sau khi tư duy trên một đối tượng là sau khi thấy nó phải bị hoại diệt tan giã. Tuệ thuộc về quán tan giã là tuệ quán sự tan biến của các trí sanh khởi sau khi tư duy trên đối tượng rằng nó kha hoại thì gọi là trí thuộc quán. Đoạn 13 kể tiếp để trình bày cái trí ấy phát sinh như thế nào. V. V. Được nói ở đây, xanh và diệt sau khi tư duy trên đối tượng ấy tức là thấy sắc ấy phải bị hoại diệt rơi dụng vị ấy quán sự.